Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thành. Và clip này thì mình rất vui gặp lại các bạn trong chuyên mục hướng dẫn của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể hiển thị được các cái thông số như là nhiệt độ CPU, nhiệt độ GPU, rồi là RAM chip ở trên màn hình khi mà các bạn là chơi game. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào trang này. Và các bạn có thể vào trang của MSI để các bạn tải cho mình cái phần mềm nó có tên là MSI Afterburner. đọc vớ vẩn đấy rồi, ok. Ở đây nó có các cái phiên bản thì mình sẽ chọn cái phiên bản cuối đi, ok. Các bạn có thể là chọn phiên bản bạn đã không thích beta thì các bạn có thể chọn phiên bản cũ hơn nhá. Đấy, bây giờ nó sẽ download thì mình sẽ bấm vào đây download về. Rồi, mạng nó khá là xí đa anh em thông cảm. Rồi, sau khi download xong thì mình sẽ mở nó lên. Ném ra đây, Guru 3D. Đây rồi, các bạn sẽ vào cái mục các bạn vừa rồi nén ra, các bạn cài cái này beta 12. Bạn không thích beta thì các bạn có thể cài phiên bản cũ hơn nhé, ok. Rồi, ở đây nó có sẽ cho các bạn chọn hai cái tiện ích thì các bạn sẽ tích vào cả hai. Reverturner Static này thì các bạn có thể là hiển thị được cái thông số FPS khi chơi game. Rồi mình sẽ next cài đặt rất là nhanh rồi. La 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 la. Lên mạnh. Ok. Đây là cái Arrival Tunnel Static. Ta cũng đây. Nice. Install. Nhanh thôi. Cái phần mềm này nó khá là nhẹ nên là nó tốc độ cài rất là nhanh. Cái cao nó xuống mũi rồi. Ok, finish. Bỏ qua cái này đi nhá. Đừng mở lên làm gì. Finish rồi. Ok, bỏ qua lốt đi. Rồi, sau khi cài xong ấy, các bạn có thấy là nó sẽ ra ngoài desktop không? Không có đúng không? Không có à? Chưa ra ngoài desktop à? À đây đây, ra ngoài desktop rồi. Nó có tên ở đây, các bạn có thể thấy tên nó là MSI Afterburner. Rồi, cái giao diện chính của nó như thế này. Thì nó có một chức năng, nó khá là nhiều chức năng. Chức năng thì các bạn có thể thấy là nó có chức năng ép zoom cả màn hình của bạn. Nhưng mà mình sẽ không nói về cái chức năng này. Mình sẽ nói về chức năng chủ yếu mình hướng dẫn các bạn thôi. Đó là hiển thị các thông số khi các bạn chơi game. Đây các bạn vào mục setting này. Đây các bạn để ý đây. Cái GPU của mình nó là GeForce RTX 1050 Ti. Đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển qua các cái tab. Đây chính là cái mà để các bạn có thể là hiển thị được thông số đây. Các bạn vào tab monitoring nhá. Đấy. Các bạn muốn muốn hiển thị cái gì thì các bạn có thể là tích vào.
Đây, ví dụ mình muốn hiển thị là nhiệt độ của GPU đây, temperature đây. Mình sẽ hiển thị thêm là ở đây là cái clock, tức là cái xung nhịp cơ bản của cái GPU của các bạn. Mình sẽ hiển thị thêm cả cái này đây, sâu này. Đấy, chọn tích ở sâu in on skin display là nó sẽ hiển thị rồi. CPU thì các bạn cũng thích thì các bạn là có thể đây, CPU temperature đây, nhiệt độ của CPU đây. Rồi các bạn muốn hiển thị cái gì thì các bạn chỉ việc gọi là kích vào và các bạn show on screen display là được. Đấy, không có gì cả. Wrap column có nghĩa là một cột à. Ok rồi, RAM đây, mình có hiển thị RAM đây, không có gì cả. Mấy cái này thì chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm cái monitoring để hiển thị thôi. Rồi nhớ nhá, các bạn muốn hiển thị cái gì bạn chỉ việc kích vào và show on screen display là được. Tiếp theo là đến cái river đây, cái river để hiển thị SPF. Cái này là các bạn thì phải gạt cái show on screen display sang on cho mình nhá, đừng để off on này. Đấy, các bạn muốn khởi động nó khởi động cùng Windows thì các bạn có thể chuyển sang tab on mà thôi. Mình thì thích kiểu bao giờ mở thì mở lên thôi, chứ còn không nó khởi động cùng Windows. Đấy, mấy cái này thì cũng không cần quan tâm lắm. Rồi đâu nhỉ, đây, các bạn muốn điều chỉnh hiển thị ở góc nào thì các bạn có thể tích vào cái này. Đấy, mình sẽ hiển thị FPS ở cái góc bên cùng, trên cùng bên tay trái. Rồi, còn gì nữa nhỉ? À, còn điều chỉnh được màu cũng như là độ to của cái FPS này thì các bạn có thể là sao cái gì nhỉ, quên mất rồi. Cái gì nhỉ? À đây, các bạn có thể là cho to lên, thay đổi màu của cái màu chữ của hiển thị của khi mà các bạn vào game này, thay đổi màu chữ mình sẽ chuyển màu vàng nhé. Đấy, cái này để phóng to này. Đấy, rồi mình sẽ để mức này nhìn cho rõ. Ok, bây giờ mình sẽ vào game test luôn nè. Chết rồi, tắt mất rồi, các bạn khởi động lại. Đừng tắt đi nhé. Sorry các bạn, mình nhầm đấy. Rồi, các bạn thấy nó hiển thị ở trong cái cửa sổ này là được rồi. Rồi, cái này thì nó không tác động đến game đâu mà các bạn không phải lo. Rồi, bây giờ mình sẽ vào game test này. Chết cha rồi, không hiển thị đó rồi. Afterburner đâu? Tại sao nó chưa hiển thị? À đây, nó hiển thị rồi, phải kích vào hộp, phải tap vào game các bạn. Ok. Đấy, rất là ngon lành. Đấy, các bạn có thể thấy là đây, GPU đây, 58 độ, 18%, 12911 MHz đây.
tiếp bu các thứ đây. Rồi FPS 30 tại vì nó đang ở ngoài màn hình chờ. Ok, clip hướng dẫn các hiển thị các thông số khi mà các bạn các hiển thị thông số của máy khi mà bạn đang chơi game khá đơn giản thôi. Các bạn quan trọng là các bạn sẽ sử dụng cái tiện ích MAI Afterburner. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên để lại like, share và subscribe kênh nếu như các bạn là thích cái video này nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.